Còn đây là bé Hinh đang ăn. Bé Hinh, bé Hinh mấy tuổi rồi? Mấy tuổi? À, mấy tuổi rồi? Mấy tuổi? 80 đút đó trời, mắc cỡ quá trời. Đang ăn màng luôn, chơi màng luôn. À, bé Hinh ăn, ăn cơm tới mặt kìa. À. Đây cuốn màu mía của má Hinh nè, đấy. Thấy chưa? Hinh gọi phô bò và mía. Đấy, thấy chưa? Anh đi, anh lại lên. Lên mạng cười cho đó, mốt này là lên mạng đó. Hôm qua mà. Kia là cũng gọi về, bánh gì vậy? Bánh gì? Xôi bắp. Có xôi đậu phụ có không? Từ từ. Cái gì? Không game, game chơi hay cũng được. Ok. Lớn đầu thì kỳ quá thiệt đó. Này má Phấn này thấy không đấy.